các chính sách. Nhằm đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các ngành, tỉnh, thành phố, đôn đốc thực hiện nghị quyết 68 NQCP và quyết định 23/2021 QĐ-TTg. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung, các Thứ trưởng, lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và Sở Lao động Thương binh Xã hội 63 tỉnh, thành phố. Sau gần một tháng thực hiện nghị quyết số 68 NQCP, quyết định 23/2021 QĐ-TTg, cả nước đã có 11,2 triệu người lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền khoảng 4.322 tỷ đồng. Gần 48.000 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ gần 98,3 tỷ đồng. 1.122 lao động ngừng việc được hỗ trợ trên 1,4 tỷ đồng. Tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã biểu dương một số tỉnh, thành phố. Mặc dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần tất cả vì người dân đã có cách làm sáng tạo, tích cực, chủ động tiếp cận từng ngõ, xóm, từng hộ dân để hỗ trợ kịp thời, giúp người lao động ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn trong đại dịch. Chúng ta đều với một cái tinh thần là chủ động cao nhất để phòng chống dịch. Thì cùng với cấp ủy chính quyền, thì ngành lao động thương binh xã hội, bảo hiểm xã hội, ngân hàng chính sách xã hội của các cái địa phương này đang phối hợp rất là tốt, rất nhuần nhuyễn và có kết quả. Nghị quyết 68 và quyết định 23 là một trong các nhóm chính sách là thiết thực, cũng đã thể hiện được một cái tinh thần là thông thoáng, cởi mở, giảm bớt tối đa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện để tối đa cho người lao động, người sử dụng lao động tiếp cận các chính sách, văn bản hướng dẫn để triển khai. Ví dụ nhóm chính sách thứ nhất về hỗ trợ từ bảo hiểm đấy, thì cơ bản đã được hỗ trợ, như thế là tôi cho là rất tốt, mà không thêm một thủ tục để phát sinh cả. Thứ hai đấy, những chính sách mà liên quan đến hỗ trợ cho người tạm ngưng việc, nghỉ không hưởng lương, thế rồi người mà tạm dừng hợp đồng lao động, F0, F1, nhiều địa phương triển khai tốt. Một số cái chính sách liên quan đến cho vay để trả lương, rồi cho vay phục hồi, thì nhiều địa phương làm tốt lắm. Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho 344.000 lao động tự do với kinh phí hơn 500 tỷ đồng. Hỗ trợ người lao động phải nghỉ việc không hưởng lương 92 tỷ đồng, hỗ trợ 12 tỷ đồng cho 6.000 hộ nghỉ kinh doanh. Tỉnh Bình Dương hỗ trợ người thuê trọ 300.000 đồng một tháng trong thời gian giãn cách xã hội. Thành phố Hà Nội thành lập hàng chục siêu thị không đồng, phục vụ người dân gặp khó khăn tại các khu vực bị phong tỏa, giãn cách. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các tỉnh, thành phố phát huy tinh thần vượt khó, càng khó khăn, càng quyết tâm, sáng tạo, tìm mọi biện pháp thực hiện, giảm tối đa thời gian, thủ tục để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách của chính phủ. Bộ sẽ kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải đáp mọi thắc mắc để các địa phương triển khai nhanh nghị quyết 68 của chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện ngay trong 10 ngày tới, bởi người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn, đang mong đợi từng ngày các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Nghị quyết 68 và quyết định 23.